Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật nè. Sáng hôm nay mình test nổ một em SOM Mitsubishi nha, 380 mã lực. Mới về tới kho mình luôn. Đây là địa chỉ 688 Sạc 2 Kinh Dương Vương. Địa chỉ kho bãi mình nha. Anh em muốn xem máy trực tiếp thì vui lòng qua đây. Rồi mình chuẩn bị test nổ em này. Mình giới thiệu sơ ba. Em này bất tông 1/17, 380 mã lực, hộp số truyền 3 tua lẻ 5 nha. Nước sơn riêng trả lá dách, rất đẹp. Có cả tắp lô luôn nha. Nguồn điện tắp lô này là 24V nha. Bây giờ mình sẽ test nổ, anh em đánh giá hơi hám và chất lượng khói khám thế nào vui lòng comment ở dưới nha. Và đặc biệt hàng mình chuẩn bị về thêm 40 mấy cái nữa, không còn rất nhiều. Anh em chuẩn bị đăng ký kênh để theo dõi từng cái nha, từng clip tắp nổ. Bây giờ sẽ nhận định cái đó, máy này thế nào vui lòng đánh giá ở dưới nha. Rồi giờ test nổ nè. Anh em nào có nhu cầu gì vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Số điện thoại bên dưới có hình ảnh Zalo đó. Muốn xem hình ảnh thì gửi clip thì hình ảnh qua Zalo sẽ gửi anh em cụ thể hơn. Rồi, chúng mình bắt đầu nha. Rồi, phá đề em.